Sáng nay tại Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức tiếp nhận 14 xe tải chuyên dụng vận chuyển vaccine từ công ty cổ phần ô tô Trường Hải, Thaco. 14 xe tải chuyên dụng vận chuyển vaccine mang thương hiệu Mitsubishi Fuser của Nhật Bản, sở hữu bởi tập đoàn Daimler-Mercedes của Đức, có tỷ lệ nội địa hóa trên 50%. Xe được trang bị hệ thống làm lạnh thế hệ mới có khả năng làm lạnh nhanh, đảm bảo trong quá trình vận chuyển vaccine luôn được bảo quản tốt nhất theo yêu cầu của Bộ Y tế, được điều động về Đà Nẵng tham gia công tác tiếp nhận, bảo quản vận chuyển vaccine. Thời gian qua, 22 lái xe đến từ Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu 5 đã được các cơ quan chức năng tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về luật giao thông đường bộ, khả năng phán đoán, xử trí tình huống, lái xe trên các loại địa hình và từng bước tiếp cận, làm quen với xe chuyên chở vaccine đời mới.